Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng ngày hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị nỗi lo của nhà báo Nguyễn Thông đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 24 tháng 7 về việc cá ngư dân bị nạn tại Biển Đông vừa qua đều do những tàu ngoại quốc cứu sống. Mời quý vị cùng chia sẻ. Cảnh sát biển cứu hộ Việt Nam có hoạt động tại Biển Đông. Lo chiếc tàu cá của ngư dân Bình Thuận bị chìm, 15 người chia làm 2 chiếc thuyền thúng trôi dạt vô định trên biển quần đảo Trường Sa. Sau 9 ngày, thuyền thúng thứ nhất có 8 người được một tàu cá phát hiện và cứu, nhưng 3 người trước đó đã chết do đói khát và đành thủy tán. Thuyền kia những 12 ngày sau mới gặp may khi một tàu chở hàng nước ngoài thấy và cứu. 7 người cũng chỉ còn 5. Điều đáng nói, 10 người thoát nạn sau 9 đến 12 ngày lênh đênh ấy đều do tàu cá và tàu hàng phát hiện, cứu sống. Nếu chỉ thêm vài ngày nữa, nói chỉ phỉ phui cái miệng chắc chết hết. Nước ta có đủ cả ủy ban này, ủy ban nọ về thiên tai, cứu hộ, có lực lượng cứu hộ cứu nạn, trang bị tàu to, nhỏ, rải khắp mọi vùng. Có cảnh sát biển, biên phòng, hải quân, vệ tinh, máy bay tuần thám, tàu cao tốc v.v. Vậy mà không tìm ra, không cứu được ngư dân của mình, dù chỉ một người. Biển của ta, người của ta, chủ quyền lúc nào cũng của ta. Vậy thì hơn chục ngày ấy ta làm gì? Nhất là vừa rồi trời yên biển đẹp, không có bão gió, áp thấp, áp cao. Đặt trường hợp bạn lạ, nó đưa tàu đưa người vào, chả nhẽ chịu thua, hay lại phải chờ tàu cá, tàu hàng.